trắng ta ngồi tựa với nhau, cùng tay anh ôm em thân lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhớ những giây phút anh hứa anh sẽ yêu trọn đời mình em thôi, suốt đời mình em thôi. Anh đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió có bao tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao em lẻ loi mong nhớ anh suốt những đêm dài, lòng thao thức em nhớ về ngày xưa. Em muốn có anh ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện xưa ấy, anh có biết em đang thế nào không? Giọt nước mắt của em không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì ai? Xin gửi lời chào đến anh chị nha. Còn nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh hãy nhắc đến người nhé. Lạnh rồi chị Băng ơi, nhờ chị Băng lên tiếng bây giờ nó mới lạnh lạnh nha. Linh Nghe và Linh Em xin gửi lời chào thân ái tất cả của chú anh chị đang có mặt trong live stream ngày hôm nay ạ. Nguyễn Linh, Mai Đình, cảm ơn chị gái Thu Trang, anh Trang Nguyễn Hùng ạ. Chào chị Khánh ạ. Những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu, ta đã trao nhau ước thề. Nhưng những giây phút anh hứa anh sẽ yêu trọn đời mình em thôi, suốt đời mình em thôi. Anh đã từng nói cho dù đôi ta gặp sóng gió có bao tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao em lẻ loi mong nhớ anh suốt những đêm dài, lòng thao thức em nhớ về ngày xưa. Em muốn có anh ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện xưa ấy, anh có biết em đang thế nào không? Giọt nước mắt của em không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì anh? Và nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh hãy nhắc đến em người nhé. Hello Thanh Tùng. Ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa. Và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện xưa ấy, anh có biết em đang thế nào không? Giọt nước mắt của em không hề rơi bao giờ, mà sao cứ phải rơi vì anh? Và nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh hãy nhắc đến em người nhé. Thì anh hãy nhớ đến em người nhé. Cảm ơn chị Xanh à, cảm ơn chị Thúy này, anh Nguyễn Luân, chị Nguyễn Thị Hiền à. Anh chị yêu thương bình luận thật nhiều đấy nè, anh Phương Nguyễn Minh Xuân, anh Nguyễn Đăng Việt ạ. Đó, anh muốn có Linh ở trong phút giây này, cảm ơn chị rất là nhiều. Hay quá các tình yêu, cảm ơn chị Hương Lê ạ. Đó anh chị yêu thương ơi, chia sẻ rực rỡ cho hai đứa em gái nào. Một cái khúc mà phải nói là từ thời 89X đúng không anh chị? Bài đầu tiên ca khúc Đêm Trắng gửi tặng cho tất cả của chú anh chị ạ. Và bài tiếp theo là ca khúc nào, đố anh chị chúng ta biết luôn nhá. Và ai sẽ là người đầu tiên đoán được bài hát này? Ngày hôm nay cô đơn em lại nhớ đến anh vô cùng. Giờ đây anh ra sao không biết, anh sống như thế nào. Từ khi ta chia tay em theo người về nơi phương ấy, có bao giờ anh nhớ em ở đây? Màn đêm vây quanh em cần cái nắm tay thật chặt, cần anh sau lưng em ôm lấy
giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu, những kỷ niệm mình em chôn giấu. Em nhớ anh, người yêu cũ của em. Người yêu em không lý do và rồi ra đi không đắn đo. Sao em đã cố gắng mang cho anh bao niềm vui. Tưởng tình yêu đậm sâu nào ngờ đâu lại nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lạnh đau anh ơi biết không. Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vì đôi lần anh giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhiều vậy hả? Nhiều đến lúc là toàn thể người yêu cũ luôn. Tập thể luôn cho nó hoành tráng. Trời ơi. Ngày hôm nay cô đơn, em lại nhớ đến anh vô cùng. Giờ đây anh ra sao, không biết anh giống như thế nào. Từ khi ta chia tay, anh theo người về nơi phương ấy. Có khi nào anh nhớ em ở đây? Màn đêm vây quanh em cần cái nắm tay thật chặt. Cần anh sau lưng em, ôm lấy em giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu, nhưng kỷ niệm mình em trốn giấu. Em nhớ anh, người yêu cũ của em. Người yêu em không lý do, và rồi ra đi không đắn đo. Dẫu em đã cố gắng mang cho anh bao niềm đau. Tưởng tình yêu đậm sâu nào ngờ đâu lại nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu anh ơi biết không. Có chăng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hay giận mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người khó thương về ơi. Người yêu em không lý do và dù xa đi không đắn đo. Dẫu em đã cố gắng mang cho anh bao niềm vui. Từng tình yêu đậm sâu nào ngờ đâu lại nhiều nước mắt. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì lại đau. Thời gian không cho vết thương lòng lành đâu anh ơi biết không. Chẳng chỉ có thể cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hay giận mình không kìm được nỗi nhớ. Nhớ anh người khó thương về ơi. Nhớ anh người khó thương về ơi. Hay quá. Cảm ơn chị rất là nhiều nè. Nhớ người yêu cũ á. Tất cả anh chị yêu thương, chị Hồng Nhung yêu thương, chị Hoài Đinh yêu thương này, chị Lan Phượng yêu thương này, chị Ngọc Lê, chị Khánh Ngân, chị Bùi Thị Thanh à. Mọi người chia sẻ rực rỡ cho Ruby ơi. Chia sẻ rực rỡ cho hai đứa em gái của anh chị nè. Đó, chia sẻ rực rỡ đi cho hai đứa em gái của anh chị nhá. Hát bài bên em là biển rộng đi. Ok. Bên em là biển rộng. Tuyệt vời lắm, gia đình DC, cảm ơn anh Bùi Văn Đan, cảm ơn chị Phương Thảo. Minh Nguyệt tóc đẹp, dạ cái tóc mái giả anh chị. Chị Tống Linh này, thỉnh thoảng thay đổi tí cho anh chị nghe đỡ chán nè. Anh chị đừng thật nhiều và chia sẻ hai đứa em nhá. Và anh chị yêu thương ngày hôm nay có một điều rất là tuyệt vời đấy ạ. Rất là tuyệt vời nên anh chị ơi chia sẻ rực rỡ đấy ạ. Đừng đi đâu cả, hãy ở lại đây nha. Tình người sao đi mãi nên sông dài mênh mông. Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì em mất anh, mất anh. Mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn chẳng nỗi đau tuổi say. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Tình em như sóng băng trong xanh. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, đã
rằng tình đã ra đi vui mà. Khi anh xa em sao tôi không sợ bờ, khi anh xa em đã bơ vơ, con sông mùa thu đã qua, mùa đông đã sang đã xa, tình đã ra đi vội. Em cảm ơn chị Thu Hiền ạ. À, anh chị mua gì cứ để ở số điện thoại nhá. Cảm ơn anh chị Lê Hương, chị Yến Ly ạ. À, cảm ơn anh Vũ Thành, Hoài Đinh, cảm ơn chị Hoa Quả Vân ạ. À, đào tài quá. Tình ơi sao đi mãi đến sông dài mây. Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao buồn giọng, vì em mất anh, mất anh. Mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tôi sai. Tình anh như cơn lũ cuốn trôi bờ mưa rông, tình em như sông vắng trong danh phận. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vã. Khi anh xa em sao tôi không số bờ, khi anh xa em đã bơ vơ. Con sông lang thang đã khô sẽ nhiệt tình. Hello Tiên Nguyễn, chia sẻ nhiệt tình rực rỡ anh chị mình ơi. Tiếp tục chương trình thì hai chị em sẽ quậy banh nóc nhà với bài Hãy Về Với Em. Bài này hát sao ta? Bài này em hát chưa? Hát rồi. Để chị hát đoạn đầu em hát đoạn cuối. Không sao. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À, chia sẻ cho Linh Em và Minh Nguyệt cả nhà mình ơi. Mây làm chiều còn buồn trong tiễn đưa, mùa là rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng tình chiều mưa giăng lối, ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Em vô tình đùa vui trong tháng giây, rồi lãng quên cho tim anh đọa đây. Có bao giờ tranh lòng em chợt nhớ, mỗi hôn nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho em và mãi mãi
tình yêu đam mê và bốc cháy. Niềm tin em trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người sao mãi phương xa chỉ có nhớ rằng anh vẫn ôm riêng mình dẫu lỡ. Trọn đời anh luôn yêu riêng em, chỉ em mà thôi. Hỡi người yêu dấu xin quay về đây. Anh về với em. Chia sẻ chị thương ơi, một ca rồi hai ca nào. Và hôm nay có một điều rất là tuyệt vời dành cho tất cả quý anh chị chúng ta từng bỏ lỡ chương trình này. Chia sẻ chúng em đi nào. Hey, Chí Bùi, Kiều Văn, Đức Quyến, Nguyễn Tiếp và Ready. Chia sẻ chưa? Tụi bay chị Phạm Lan à. Mây làm chiều còn buồn trong tiễn đưa, mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng lối, ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Anh vô tình đùa vui trong tháng giây, rồi lãng quên cho tim anh đọa đây. Có bao giờ tranh lòng linh chợt nhớ mỗi hôm nào ta đã nói yêu nhau. Hey, bằng tất cả cho em và mãi mãi một tình yêu đam mê và bốc cháy. Niềm tin em trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người sao đỡ xa chỉ có nhớ rằng anh vẫn ôm riêng mình dẫu lỡ. Trọn đời anh luôn yêu riêng em, chỉ em mà thôi. Hỡi người yêu dấu xin quay về đây. Hãy về với tôi. Hay quá. Tình say. Chị Hải Yến ơi, linh xinh quá. Cảm ơn chị Hoàng Nguyệt. Wow. Cảm ơn tất cả các chị yêu thương nè. Chương trình này xin cách lạ lùng rồi. Cảm ơn Thanh Trinh này là chị hát cô. Lên luôn say. Dành cho anh chị một tấm chân tình Linh ơi. Dành cho các anh chị một tấm chân tình của hai đứa em gái đi nè. Chỉ cần anh chị thích thôi là chúng em chiều. Hay không ạ? Đấy. Lên nào anh chị ơi. Hai ca nào. Lên luôn. Xin cảm ơn Thiên An. Hello mấy em, cảm ơn chị rất là nhiều. Mùa xuân vừa đến, họ về trên những bàn tay, trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như như sớm mai, những nhọc nhằn chớm khỏe vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về ai. Lên luôn em ơi. Mà em lại hey, nhớ đứng chờ xung nào. Nhưng giờ anh đứng chờ trong một mình lặng lẽ, ước lạnh trong mưa vì anh. Lên luôn đi chị ơi. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàng lãng quên nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Hey, như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận thế như say cuối cùng. Đời em không quên chân tình dành hết cho em. Say yeah. Hey, chia sẻ anh chịu thương ơi. Mỗi một người tặng cho em gái một lượt chia sẻ nào. Còn chần chờ gì nữa mà không chia sẻ anh chịu thương. Cảm ơn chị Hoa và Vân Triều cầm trướng Hoàng Cường Chí Bùi. Hey, vũ điệu thỏ ngà thỏ ngu ngơ. Và em lại nhớ gì
nhưng giờ anh đứng chờ chồng. Hey! Một mình lặng lẽ ước lạnh trong mơ vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàng lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút rời xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc à, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, dẫu cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Dẫu cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Tình Linh ơi, lâu lắm rồi hát say tình em ơi. Ok. Hey, anh chị ơi chia sẻ nào, kéo chúng em lên 2K nào, kéo mấy đứa em gái lên đi nào. Uống rượu vào cho nó say đi. Chị Ngọc Lê này, chào chị Ngọc Lê, chào Đức Giang, Tuyền Nguyễn, Phương Thảo. Chống nắng ở game Misa. Cảm ơn ạ, hai chống nắng được tặng một chống nắng anh chị ơi. Dạ em chào chị Hiền My. Cảm ơn tình cảm của chị rất là nhiều. Mọi người mua gì cứ để số điện thoại nhá. Dọn bao nhiêu chén trước cây này, leo bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim tôi tật nguyền. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này. Hey! Nồng ta say chút quên đi đôi mắt ưu tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi. Từ buổi lời anh yêu đã giết ta trong một đêm môi mê buồn. Hai ca anh chị chia sẻ nào. Vì yêu anh nên ta đã hoang ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối ta điên cuồng say với bóng em. Đã thấy những nỗi đau thương chuốc gáy đầu, không hay khi anh đã bước chân theo niềm vui đi rồi. Nào ngờ em qua lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quang đường làm người tình sự quá mê dại, ôm lòng vỡ nát. Chúa đã cho ly rượu nở, đã cho ta lỡ yêu anh rồi, con tim ta lỡ trao anh rồi. Bạn say ta hát nghêu ngao lời tình si mê, anh có hay không? Chúa cay này, lỡ bèo những gã lang thang bước với nỗi đau, với trái tim tôi tật nguyền. Hey! Hey! Xin hey! Chào Hoa Nguyễn, xin chào Hoa Nguyễn nha. Sao người này thấy em có bộ đồ đẹp lắm mọi người. À, xinh không nào? Xinh không ạ? À? Chị yêu Ngọc Linh nha. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này. Giờ nồng ta say chưa quên đi đôi mắt ngu tình. Anh vẫn đang đuối đôi mắt đam mê đôi. Ta mong lời em yêu đã giết ta trong mùa đêm u mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoang mỗi sáng mỗi tối ta đến ta say với bóng mẹ. Đã thế những nỗi đau từ chưa cay đầu, không ai hay khi em đã bước chân theo niềm vui kia đi rồi. Vì yêu anh nên ta đã giữa con đời làm người tình si quá mê dại, ôm lòng vỡ nát. Chút hết trong ly rượu nồng đã cho ta lỡ yêu em rồi. Con tim ta lỡ trao em rồi. Ta sẽ ta hát ngêu ngao lời tình si mê, anh có hay không nào? Dẫn mãi những chén chua cay này, leo bèo như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim tôi tật nguyền. Em như chị Chi này, chị Loan nè, lên lên nào ơi.
sexy. Chị Huyền Lan sexy cho má ơi. Cái bộ đồ của người ta đẹp như này sexy thì trời. Ừ, vạch ra một hồi nữa đi, vạch ra một hồi bị mét nữa nè. Chết. Nguyệt Linh, Nguyệt Linh, Linh dễ thương, cảm ơn chị Hiền My, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hello chị Loan Nguyễn à, hát bài chỉ riêng mình ta Linh à, lâu không hát mấy cái bài hát đó. Đấy anh chị yêu thương ơi, chia sẻ chúng em lấy con số 2 đâu nào. Chia sẻ lên nào cho rực rỡ nào. Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vừa lại lên sao lòng thấy có đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất ở xa buồn tênh. Xuống phố bông thấy thấp thoáng rằng ai vượt qua, vượt qua. Cứ ngỡ bông rằng mái tóc đã thương người xưa. Thì ra mình dày nên từng bông rằng sẽ trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Trái đất chỉ riêng mình ta. Lên nào DJ. Nụ hôn chưa ngọt môi trên giày mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rồi mau ngăn lệ rơi nghe lòng đảo. Rồi em quay mặt đi có được không em buồn tên. Em muốn lấy bao thương yêu anh cho em đi chơi vơi. Em đi chơi vơi. Mỗi ta khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta. Có đôi tiết mai mới biết trái ngang đời ta. Ngày anh rời xa không lời nói chia ly vội vàng. Để riêng mình ta ôm hình bóng đã cay chỉ riêng mình ta. Anh chị ơi kéo lên kéo hai đứa em lên 2k nào. Chia sẻ lên anh quay chị chia sẻ được bao nhiêu lượt rồi anh chị ơi. Say you. Wow 999 bình luận. Đẹp chưa. Quá đẹp. Chia sẻ anh chị có thông nghe chia sẻ nào. Anh chị Đinh Hồng ở chỗ xin chào ạ. Ôi chào Phan Tuấn của DT Nguyễn kìa. Hôm nay vẫn bảo được chứng tỏ chị đi lốc. Anh em chào chị Tiết Ca nha. Chào anh Đinh Duy Trinh nha. Bố xẻ anh Đinh Duy Trinh ơi. Mỗi sớm thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Mình ta. Tiếng hót thanh thoát của những chú chim vượt qua. Ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa tôi chỉ thấy trái đất đôi sao buồn tênh. Trái đất đôi sao buồn tênh. Để số điện thoại của em tối nhau ơi. Để cho mẹ một lần nữa chị gái ơi. Số phố bông thấy thấp thoáng rằng ai vượt qua. Cứ ngỡ bông rằng mái tóc ngát thương ngày xưa. Thề ra mình say nên tưởng bóng dáng sự trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Da da đi da đi da. Nụ hôn chưa ngọt môi chân rời mau nghe lòng nhớ. Bàn tay buông rời mau ngang lệ rơi nghe lòng đau. Rồi anh quay mặt đi con đường không anh buồn tới. Anh muốn lấy bao yêu thương anh trao em đây chơi vơi. Anh đi chơi vơi. Em đi chơi chơi vơi. Bốn tôi khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Đi đa đi đa. Có đôi tiếng mãi mãi biết cho ngang đời ta. Ngày em rời xa không lời nói chia ly vội vã. Để riêng mình ta ôm hình bóng đắng cay chỉ riêng mình ta. Đa đa đi đa đi đa. Đắng cay chỉ riêng mình ta. Vi Vi nè, Linh Tám Linh à. Wow, sung quá anh ơi. Tiếp tục anh chị ơi, tiếp tục chia sẻ chúng em nào. Bình luận thật nhiều lên. Lâu lắm hát bài gì. Tiếp tục chia sẻ đi mọi người ơi. Linh này khỏe chưa, bay bay đi Linh. Khỏe chưa, trời bay đi, trời một đấy. Ngày nào cũng hát hết trơn mà chị hỏi em có khỏe không. Không có khỏe lúc nào hết trơn á. Chị đi em ơi cho nó nhẹ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ai dùng sưởi tươi rồi cho xin lời nhận xét ạ. Em đây chị Như ơi. Em nhận xét là rất nhanh, rất hiệu quả và trẻ lên mỗi ngày. Đó anh chị nhìn thấy này. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rằng người bay lên cao bên.
Ôi quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lăng lăng không ai ngờ. Ta về trong mơ về trong mơ. Chị Tùng Cao nè, Thanh Liêm, Phan Văn Trung anh chị ơi, chia sẻ nào. Nhìn lên giống con thỏ trắng quá đi, em là con thỏ trắng chứ con gì nữa. Hey! Các anh chị ơi, chia sẻ chúng em đi ạ. Tiếp gì một lượt chia sẻ cho hai đứa em gái nào. Con Linh thì đứng dậy rồi ngoáy mông đi chứ. Lên con số 3 lâu quá, cái con số 3 chị ơi. Cho bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đám say đêm nay mong anh đừng vỡ tan. Thoát ra là thanh thản, chút ấy đi lòng hoang mang. Người ấy xanh hồng màu tím vàng. Tự quên đi bao nhiêu, tự quên đi đừng lo gì. Lên đi bao nhiêu đam mê vui hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, tự bay lên theo muôn màu. Ước muốn đàn trào dân từ trong chim mong. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười dạng người bay. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lần lần như lần lần không ai ngờ. Ta về trong mơ về trong mơ. Say say quên. Hey chị Nhi đâu nè, cái gì đó. Phải kêu sư phụ người dạy cho một khóa nhảy mới được. Em phải gần cái bụng vào lấy cơ. Cái này là tại tập thể dục nhiều á. Tập thể dục nhiều anh chị. Tập thể dục nhiều là mình cảm nhận là cái cơ nằm đó. Thôi không có chơi với mấy người tập gym biết. Thức quên đi bao nhiêu, thức quên đi đừng lo gì. Vui lên bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đang trào dâng từ trong chiếc bay. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười rằng người bay lên cao. Bay lên cao như con cao. Rằng người bay lên cao như con cao. Quay quay xa về gần rồi vội vàng lại quay quay thêm một lần cuộc đời như lơ lơ như lơ lơ không ai ngờ. Ta về trong mơ về trong. Nhìn cái chân của em như cái cục đình nhá. Nhìn chân chị Nguyệt hai chiếc đũa vậy mọi người. Tiếp tục anh chị ơi, chia sẻ nào. Tiếp Linh ơi, lâu lắm tàu anh qua núi rồi Linh. Thể hiện đi em. Tàu anh qua núi đi cho em ngồi. Em mới lấy hơi được. Ok, đứng lấy hơi nổi. Tùy em, đứng lấy ngồi tùy em. Đấy, lâu lắm tàu anh qua núi cho mọi người nghe. Được anh chị, chúng em hát tàu anh qua núi. Chúng em phải các anh chị cho em 2K đi. Đó, cho chúng em lên 2K. Cho tàu anh qua núi cho nó rực rỡ lên từ Bắc vào Nam để em chèo thuyền nhá. Nhưng mà đừng đánh võng. Bởi đánh võng thì ai đánh võng trừ một đi rồi em muốn trừ với cộng tùy em. Cảm ơn anh Vô Thường nè, cảm ơn chị Xanh Yêu, cảm ơn anh Lê Cương, cảm ơn tuyệt vời có hai em, cảm ơn chị Vi Thị Thanh ạ, cảm ơn chị Na Sinh, cảm ơn anh Vũ Thành, chị Phùng Hiền này. Anh chị bình luận thật nhiều lên nào, đó bình luận thật nhiều lên đó, ví dụ DC chẳng hạn đã bình luận giúp chúng em này, cho em nhìn thấy anh chị nào. Chia sẻ tiếp mọi người ơi.
đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo hay vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cùng lội là yêu nhau, mây núi em cùng chiều. Yeah, một chạm vào tay thật lớn cho Linh em anh chịu thương ơi. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo hải vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em mềm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Em bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cùng lội là yêu nhau, mây núi em cùng chiều. Tuyệt vời, hát hay như ca sĩ. Trời ơi, cảm ơn chị rất nhiều. Chồng với Linh như chân voi trời. Sao lại nở lòng nào nói em như vậy, dù gì nó cũng chỉ là chân heo thôi. Ca sĩ tới chân voi. Có hai ca sĩ vừa xinh đẹp đã thay. Trời ơi, cảm ơn chị Hà Phô. Chào mai, chị Na ơi. Sao Minh này, bình luận thật nhiều lên và chia sẻ chúng em nào. Sắp lên 2K rồi ạ. À, đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo hải vẫn mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, anh đi trong yêu thương chào đón. Tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là thương bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cùng lội là yêu nhau, mây núi em cùng chèo để em lái tàu nè, đón anh chị nha. Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui, qua đèo hải vẫn mây bay. Hai ca, hai ca, hai ca. Nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi, vượt qua núi cao. Trời quê hương trong xanh như lời hát, biển quê hương ru em êm bờ cát. Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam là thương nhau. Linh bắc cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi em cùng lội là yêu nhau, mây núi em cùng treo là yêu nhau, mây xuôi ta cùng lội là yêu nhau, mây núi em cùng treo. Tuyệt vời, tuyệt vời, cảm ơn chị rất là nhiều. À trời ơi, một chào bắt đầu thân cho Linh nghe nào. 2K rồi Linh ơi, tiếp tục là gì, lỡ hẹn vòng lam đi em, giờ phải chơi đi lát máu này. Ok, cảm ơn chị Ngọc Hân này, chị Ngọc Hân nhớ nghe máy giúp em này. Cảm ơn chị Thu Hà thấy số rồi này. Đó, cảm ơn chị Huyền Vũ này. Mua gì cứ để lại số cho bên em, hôm nay đang sung hay chị em đang sung này. Chia sẻ lên con số 3 này, bây giờ bắt đầu mới là lên đây này. Đến số điện thoại là đi chị Thu Hà. Đó ơi, bây giờ mới là lên đây này anh chị ơi. Lên là lên luôn. Ủng hộ cho các ca sĩ lên 3K nào. Đúng rồi, Tùng Cao ơi. Đó, chị Ngọc Nguyễn này, Henry Lee này, chị Hương Mai, Vũ Giao, quê hương xa Nam Bùi này. Các anh chị yêu thương ơi, chia sẻ chúng em được không nào? Go! Lâu lắm rồi hóa bài này. Vì chứ là một cái khúc được mang tên là Lơ Hèn với Dông Lắm. Xin mời quý vị mình cùng lắng nghe. Hay phết. Nghe cả nghe án hát nghe. Hey! Nào, trèo anh chị ơi, em trèo sắp đến nơi rồi. Đấy, tiếp này tiếp tục với Lỡ Hẹn với Dông Lắm. Tiếp tục anh chị ơi. Đó, em trèo đến đón anh chị nào. Chiếu bàn lặng
soi bóng nữa. Một chiếc thuyền nan vội vã trở lạnh quá, về. Lạnh. Sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tại tê. Xa xa mây phù nón hồng lên, đã vang hoa cai nữ bên trong. Câu hát rất thương vương trong nước, đón đây đó phải sang sông bên duyên linh đi lấy chồng. Đôi mắt người thưa nghiêng vành nón, giận hờn chi nữa bên sông buồn. Anh nọ ngó lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đó em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn xương, nay trở về quê đô gạt bên rồi. Nghe câu vì dằm người ơi, sương chiều ướt lạnh giông trôi. Sông Lam xanh biết đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh. Ba ca đang chơi, ba ca nào. Giảm nhạc, ok em giảm nhạc à. Chị ơi, những ai mà mở máy vàng cho chúng em xin một lượt chia sẻ nào. Một lời chào và một lời thân thương nhất dành cho tất cả anh chị nha. C, anh Trung Trần này, đó gốm sứ Hương Hải này, chị Phương Nguyên này, đó Trần Hoa. Anh chị ơi, bình luận thật nhiều lên chiếc trang anh chị ạ. Chị Đỗ Hiền. Cảm ơn anh chị, hôm nay hơi lạnh mọi người ơi. Xa xa mây phủ non hồng lý, đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dân nơn chi giữa biển sông buồn. Anh đò ngó nơi em chưa đợi sớm hơn, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đó anh về bên nữa. Nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Ba ca. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó gác bên rồi. Nghe câu vì dặm người ơi, sương trượt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biệt trung hiếu, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đô cả bên rồi. Nghe câu ví dặm người chia sẻ anh chị tiếp tục đeo bốn ca nào. Trước lạnh giống trôi, Sông Lam xanh biết đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh. Tiếp tục anh chị thương ơi, tiếp tục nào, tiếp tục chia sẻ cho hai đêm gái nào. Ôi giời, sắp sửa 4K đến nơi thì còn gì nữa đúng không nào. Lên 4K đi cho nó rực rỡ nào các tình yêu ơi. Đó, hôm nay sung luôn với anh chị luôn này. Chơi bài ngồi tựa mạn thuyền. Hey, em hát được không? Chị em hát được. Hát dở lắm, hát bài đó dở lắm. Thế thì đừng hát. Đúng rồi. Nên thôi hát về quê đi. Được không? Ok. Về quê đi. Để tặng cho anh chị chuẩn bị Tết đây này. Sắp Tết đến nơi rồi. Một cái phải nói là sao, một cái tâm trạng thực sự rất là đang hồi hộp. Chỉ còn một thời gian rất là ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ bắt đầu là đón một cái Tết rồi đúng không nào. Chính vì thế chị yêu thương ơi, sau đây Minh Nguyệt và Linh Em xin gửi tặng tất cả của chú anh chị các khúc được mang tên với tựa đề Về Quê. Về quê em đi, hôm nay có ai về quê em không? À, 4K rồi chị ơi, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Let's go. Theo em anh thì về, thăm lại
ngoài miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Anh chơi về quê nào, chuẩn bị về quê Tết thôi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mãi xiêu, kia dáng ai nhớ sáng chi sáng mê tôi. Nhớ nhà của anh chị ơi, đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nuôi, nơi sao diều chơi vơi với dòng sông bên lớn bên bùi. Chị Trinh ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, thiếu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về. Linh em gửi lại tặng cho tất cả của chúng chị ca khúc Về Quê, để mong rằng là đó là một ca khúc tuyệt vời để chúng ta nôn nóng chuẩn bị. Chỉ còn một thời gian rất là ngắn nữa thôi là chúng ta chuẩn bị đón một cái Tết cùng với gia đình, với người thân rồi. Anh chị ơi, chuẩn bị hành lý là Minh Nguyệt chuyển trả anh chị về quê nào. Hành lý anh mang tay cầm thương giấc mưa, sắp 5K rồi anh chị ơi, nay lên cho 5K và cho nó rực rỡ, cho nó máu đã. Theo anh em thì về đâu, theo linh anh thì về thăm lại quê em, nơi có một chiến đê, có hàng tre dù khi chiều về. Về quê anh chị ơi. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Chị ơi quê ta dâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lèo tranh mái diều, kia dàn ai như giấm chi giấm mẹ tôi. Kia dáng chi dáng mẹ em ơi. Đưa nhau ta thì về, thì về. Đưa nhau ta thì về nơi mẹ chơi với dòng sông bên lỡ bên bồi, với dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về đâu. Chưa được qua câu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về đâu. Đúng rồi à, thiếu quê hương thì ta về đâu anh chị ơi. Ca khúc Về Quê. Em đang hát đang sung quá anh chị ơi, nhưng mà thấy nhiều chị hỏi quá, cho phép em ngồi tí nhá. Và em hát cũng gần một tiếng rồi anh chị ơi, cho phép em ngồi này. Đưa nhau ta thì về. Em muốn về đâu? Về quê. Quá chị Na lại mới để số điện thoại mua gì à chị ơi? Cho bốn sủi nha anh à.
Ôi sao bến rủ nhanh, chắc là bên kia rồi. À, mua một chống nắng và một sữa rửa mặt thì có được tặng gì không hay em ơi? Chị Hoài Nguyễn ơi, một chống nắng, một sữa rửa mặt, chị sẽ được tặng là một sữa rửa mặt nữa. Hoặc là một tẩy tế bào chết ha, hoàn toàn miễn ship cho mình. Cứ mua hai sản phẩm bất kỳ anh chị sẽ được tặng một, cho nên là nhanh tay nhanh chân giùm em. Ngày hôm nay có chương trình cực sốc anh chị mình ơi. Cực sốc cái gì thì để chị Nguyệt bật mí cho anh chị mình. Bí mật sắp được bật mí và chuẩn bị soạn tin nhắn để lại cú pháp giúp em nha. Đúng rồi anh chị yêu thương ơi, thực sự là gì ạ? Chưa bao giờ lại tiếp tục ngày hôm nay mang lại cho chị ta những cái điều tuyệt vời. Và anh chị yêu thương ơi, chúng ta chuẩn bị máy điện thoại của mình chưa? Đó, nhanh tay nhưng đừng có nhầm nhá. Đó, nhầm một cái thôi, sai một chút thôi. Người ta nói là gì ạ? Sai một ly là đi nghìn dặm luôn anh chị yêu thương ơi. Và trong chương trình ngày hôm nay thực sự một điều tuyệt vời nhất dành cho tất cả của anh chị. Ngày hôm nay chống nắng cũng có rồi luôn này. 290 một tip mua 2 tặng 1. Mộc đà tăng cân collagen anh chị mua cứ để lại số điện thoại. Bởi vì là sao ạ? Giá thành của bên em nó là niêm yết rồi. Phần quà tặng anh chị không bao giờ thiếu cho anh chị. Nhưng quan trọng nhất ngày hôm nay em mong chờ điều gì và em muốn anh chị chúng ta chốt cái gì? Đó chính là nước hoa anh chị yêu thương ơi. Trời ơi anh chị yêu thương ơi, có rất nhiều các anh chị chúng ta đã chờ đợi biết bao nhiêu ngày. Và đợt hàng này của bên em lại về một số lượng rất là ít thôi. Và sẽ trong 2 ngày, đó trong vòng 2 ngày bên em sẽ trao tặng cho anh chị một cái lọ nước hoa cực kỳ là tuyệt vời và đẳng cấp. Giá gốc của nó là 2,4 triệu và 2,3 triệu một chai. Chính hãng nước hoa nguyên đai, nguyên kiện, nguyên sen đến từ nước Pháp nhé. Bên em không dùng hàng fake, không dùng hàng rep 11 mà chỉ dùng hàng chính hãng. Không đúng hàng chính hãng đền 10 lần tiền cho anh chị. Giá gốc là gì ạ? Chai này 100ml. Giá gốc là 2,4 triệu và 2,3 triệu. Nhưng ngày hôm nay anh chị nào chúng ta mua một chai chỉ với giá 1,350,000 đồng. Còn nếu chúng ta muốn dinh cả hai cái em này về thì chỉ với một mức giá 2,400,000 đồng, ngang với việc là mua một tặng một rồi. Anh chị chúng ta nhanh tay mua sớm thì sẽ được lựa chọn hai chai nước hoa tùy mình lựa chọn. Còn nếu anh chị chúng ta mà mua muộn ấy thì chúng ta sẽ không có quyền lựa chọn, bởi vì một trong hai chai nước hoa này có một dòng nước hoa chuẩn bị hết hàng. Chính vì thế nếu anh chị nào chúng ta nhanh tay, chúng ta sẽ dinh được cả hai chai nước hoa này về chỉ với giá 2,400,000 đồng. Đừng bao giờ bỏ qua chương trình này. Ngày 23-24 giá gốc là gì ạ? Giá gốc là 2,3 triệu và 2,4 triệu một chai, gần 2,5 triệu. Nhưng ngày hôm nay anh chị nào chúng ta mua một chai chỉ với 1,350,000 đồng thôi. Còn nếu chúng ta mua hai chai chỉ với giá 2,400,000 đồng. Nhanh tay, số lượng rất là ít thôi, chỉ có trong 2 ngày để anh chị chúng ta lựa chọn. Nhưng nhớ là một chai nước hoa của bên em sắp sửa hết rồi. Chúng ta sẽ không có quyền lựa chọn nếu chúng ta mua muộn nha. Đúng rồi các anh chị mình ơi, thực sự luôn hôm bữa là bên em có ra cái chương trình khuyến mãi á, là trong vòng một ngày tụi em bán hết 500 chai mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay là sếp là cho ra tới 2 ngày luôn, tức là ngày 23 và ngày 24 là ngày Noel. Đó là ngày Noel chính là sẽ là ngày 25, nhưng mà là thường thường là Việt Nam mình là ăn 23-24 đúng không mọi người. 23, 24 là tụi em sẽ có chương trình khuyến mãi nước hoa cho anh chị. Giá gốc là 2,3 triệu, 2,4 triệu một chai. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn có giá là 1,350,000 đồng thôi. Noel đến rồi, Tết đến xuân về rồi anh chị ơi, cùng nhau làm đẹp thôi. Anh chị mình mua quần áo chưa? Mua quần áo xong rồi là chắc chắn không thể nào mà chúng ta bỏ qua cái bước là chúng ta mua nước hoa đúng không anh chị? Nhưng mà xài cái nước hoa này mà dòng nước hoa chính hãng của Pháp, 3 tầng hương. À, có 3 tầng hương cho các anh chị mình. Mùi đầu tiên là sẽ hương khác, mùi thứ hai là hương khác, mùi thứ ba nó sẽ là hương khác. Có phải là các anh chị xịt một lần nhưng mà nó tới giống như các anh chị xịt 3-4 lần mà 3-4 chai không anh chị? Và đó là rất là tuyệt vời. Mùi màu đen là cái mùi cực kỳ là quyến rũ, sexy, gợi cảm, lôi cuốn. Đó mấy chị nó thích cái sự mà huyền bí, ngọt ngào. Cái mùi màu đen này nó cực kỳ ngọt nha mọi người. Ai thích cái mùi ngọt ngào, quyến rũ, kiểu như nó huyền bí thì các anh chị xài cái chai màu đen giùm em. Để lại số điện thoại để cú pháp là nước hoa đen và số điện thoại giùm em nhé. Còn mấy chị nó thích cái sự mà nhẹ nhàng, tiểu thư, kiểu như bánh bèo, không biết chuyện gì hết, không biết sự đời rồi đó, kiểu như mèo méo rồi đó, thì mấy chị xài cái chai màu vàng này giùm em. Để lại số điện thoại và cú pháp là nước hoa vàng giúp em nha. 2,4 triệu mỗi chai, nhưng mà ngày hôm nay các anh chị mua 2 chai có giá 2,4 triệu thôi. Có phải là mua 1 tặng 1 chưa? Quá tuyệt vời. Anh chị ơi, để số điện thoại lại giùm cho em nha. Đúng rồi, mỗi một chai nước hoa này nó sẽ có một cái mùi hương khác nhau. Và nếu như ngày